Nôn lại bài cũ chút nha. Rồi, như hôm qua mình đã học đó, mình đã biết được là có 24 sơn hướng đúng không ạ? Bây giờ mọi người theo theo đọc theo mình đó ha, là nhâm tý quý nó phải không? Đánh sửu cấn dần, giáp mão ất, thìn tốn tỵ, bính ngọ đinh, mùi khôn thân, canh dậu tân và tuất càn hợi. Ở đây trên cái bảng này mình đã chia sẻ sẵn luôn cái có dấu luôn ha, dương và âm ha không? Nhưng mà ở đây là thấy không, địa thiên nhân và một cái dương, hai một địa là dương nè, rồi tới hai cái âm nè, tới địa dương nè. Nhưng mà theo như cái bảng như vậy mình rất là khó nhớ đúng không ạ? Vậy thì mình chỉ cần nhớ nè, ở đây có nè, tức là địa âm nè đúng không ạ, thìn là địa âm nè đúng không ạ, Không sao. rồi sửu là địa âm nè và mùi là địa âm. Mình chỉ cần nhớ bốn cái cung này là xong ha. Rồi địa trái dấu với thiên nhân, nên mình chỉ cần nhớ, nếu mình cầm cái này bảng như thế này mình đọc hoài, mình học hoài, mình rất là khó thuộc đúng không ạ, mình không cần thuộc nữa. Vậy thì mình chỉ cần nhớ bốn cái thôi, là thìn tuất sửu mùi là địa âm, còn lại là địa dương đúng không ạ. Rồi địa là trái dấu với thiên nhân. Rồi như vậy là mình thấy mỗi cái như vậy thì nó dễ thuộc hơn rất nhiều đúng không ạ. Rồi hôm qua mình cũng đã học về chín con số từ 1 đến 9, mình ôn lại chút xíu ha. Một là nhất bạch thủy, hai là nhị hắc thổ, ba là tam bích mộc, bốn tứ lục mộc, năm ngũ hoàng thổ, sáu lục bạch kim, bảy thất xích kim, tám bát bạch thổ và chín cửu tử hỏa. Mọi người có những người mới coi lại bài cũ ha, ở trên có cái phần cái clip trước của cái lớp học này, mọi người coi kỹ lại ha. Rồi chủ yếu là chín con số đó, và bữa nay mình đi thẳng vào phi tinh, và sau sau cái buổi phi tinh mình mới đi lại cái phần làm sao có nói về lại về cái tam nguyên cửu vận lại ha, để mình quan trọng mình thuộc cái cửu tinh để mình phi tinh được, thì mình có phi thuận và phi nghịch ha. Để chuẩn bị kỹ cho việc phi tinh á, mọi người lấy quyển sổ của mình ra và kẻ cái ô như trên bảng này nha. Mọi người sẽ dòm lại trên bảng này ha. Rồi kẻ chín ô này cho mình ha. Mọi người hãy kẻ cho mình chín ô như thế này, kẻ càng nhiều càng tốt ha. Mỗi cái là chín ô, mình kẻ cho khoảng trong thời gian ngồi ngồi nghe nhạc này chút đỉnh đó, mọi người hãy kẻ càng nhiều càng tốt ha. Để chút xíu mình sử dụng lại ha, lấy cây thước và giấy viết để kẻ lại những cái bảng này, để chút xíu mình phi tinh. Rồi mới 8 người kẻ xong rồi, còn những người còn lại kẻ xong chưa ạ? Rồi mình vô cái bài đầu tiên là phi thuận ha. Mọi người dòm cái bài phi thuận ha. Phi thuận mình thấy con số 1 đó không ạ? Mình theo đúng vị trí này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9, mình đi đúng vị trí này ha. Mấy đang cập nhật được không? Thế ngon ạ. Quần đầu tiên được ăn ạ. Thế nào?
Mọi người cứ chỉ cần bấm theo đúng số thứ tự này, không cần biết nó như thế nào ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi mọi người xong chưa ạ? Xong cho mình con số 3 đây ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi mới con 1 xong, bây giờ mình đưa con 2 vào trong cung, mình cũng đi y như vậy ha. Theo đúng thứ tự này ha, nhớ thứ tự này, mình đi tới con số 9 vào trong cung ha. Rồi bây giờ ví dụ đây là con 2 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 8 9 và 1. Rồi, sau đó tới con 3 cũng vậy nha. Con 3 cũng vậy. 3 4 5 6 7 8 9 1 và 2. Rồi, mọi người tiếp tục tới con 9 vào trung cung, nó y như vậy luôn ha. Y như vậy, đi tới con 9 vào trong cung ha. Nè, đi theo số nè. Dây. Một đi xuống 2 lên 3. Xuống 4 lên 5, xuống 6 lên 7 lên 8 và 9. Đi đúng theo số thứ tự của bảng này. Rồi mình 2 thì thế 2 vô, cứ tăng lên 1 thôi, đơn giản mà. Em lụt hết. Nhớ lại bảng số 1 này thôi, chỉ cần nhớ một bảng này thôi, không nhớ nữa, chỉ nhớ đúng một bảng này thôi sẽ dễ dàng, đúng không ạ? Đúng, nhớ đúng một con số bảng, bảng đúng một bảng, bảng 1 này thôi, là các con số khác là cứ theo đó mà lên thôi, đi thôi, phi đúng chứ hướng như vậy thôi. Một màu xanh nè, một xuống màu xanh nè, đó, xuống 2 nè, đó. Rồi lên 3, xuống 4, lên 5, xuống 6, lên 7, xuống 8 và 9. Đúng theo thứ tự này. Nãy mình không gạch vô để cho mọi người khỏi, không có thấy bị gối, nên là mình để đi theo đúng số thứ tự đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đi đúng số thứ tự đó.
Còn chưa quen thì làm trên bàn tay luôn. Đây trên bàn tay ha, ví dụ qua. Cái này là ba ngón giữa đúng không ạ? Ba ngón, bỏ ngón cái ra, bỏ ngón cái đây, ngón cái nằm đây, ngón út ở đây bỏ, của bàn tay trái đúng không ạ? Bỏ hai ngón này ra, bây giờ còn lại ba ngón nè, thì mỗi ngón là một lóng nè đúng không ạ? Có chín lóng đúng không ạ? Bàn tay mình có chín lóng đúng không ạ? Thấy giống bàn tay chưa? Thấy giống bàn tay chưa? Thấy tương đối giống bàn tay đúng không ạ? Rồi ạ. Để dễ thuộc nhất là mình bấm trên bàn tay mình đúng không ạ? Rồi một nằm ở ngay giữa đúng không ạ? Một ngay giữa đúng không ạ? Ngón cái bên đây nha, ngón cái bên đây, ngón út bên đây đúng không ạ? Ngón cái bên đây, ngón út bên đây đúng không ạ? Rồi. Ngón cái bên đây, ngón út bên đây. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Rồi đi xuống nè, một là nằm ngay giữa trung cung đúng không? Hai là tới ngón đeo nhẫn đúng không? Ba lên là cái đốt giữa của ngón đeo nhẫn đúng không? Bốn về ngón ngón trỏ đúng không? Năm lên ngón giữa, sáu xuống ở ngón giữa, bảy về ngón đeo nhẫn, tám về ngón ngón trỏ, chín ở ngón trỏ. Mọi người hình dung ra này chưa? Hình dung ra chưa? Nếu hình dung ra rồi cho mình con số 8 đi ạ. Hình dung ra cho mình con số 8 ạ. Ai đã hình dung ra được cho mình con số 8 ạ? Hình dung trên bàn tay này nè. Rồi những người mới sao ạ? À? Chị Bảo không hình dung ra được chứ chị Bảo ơi. Nó cứ bị lộn thầy ạ. Rồi, bây giờ làm lại ha. Tay ngón cái ha. Tay ngón út ha. Dạ. Áp út chứ thầy hay là ngón út? Ở đây là áp út nè, thì đây ngón út, thì đây ngón cái để mình quy định thôi, bàn tay trái. À, dạ, hai bên rồi, hiểu rồi. Bình thường này. Đúng không ạ? Dạ. Rồi. Con số 1 nằm đây. Cái này là nó này là áp út đúng không? Này là áp út đúng không? Dạ. Hay là ngón đeo dẫn đúng không? Cái Vâng. này là ngón trỏ đúng không? Cái Dạ. này ngón giữa đúng không? Ok, chấp nhận ha. Rồi, một đây thì hai nằm đây. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Mình để màu khác cho nên mọi người dễ để ý chút xíu thôi chứ không có này không có chưa có quy định gì hết ha. 7. Rồi, chị Mão hình dung ra được chưa chị Mão? Rồi ạ. Rồi, thì bấm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bấm theo đúng 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 cái bàn tay, đúng theo cái bảng này đúng không? Dạ. Rồi, tới 2 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1.
Rồi, 3 là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Rồi, 4 cũng như là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Rồi, 5 là 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì cứ thế tất cả các con số nó vô chung cung, nó đi đúng cái chồng này thôi là xong. Mình chỉ nhớ một cái bảng này thôi cho tất cả mọi chuyện. Gọi là phi thuận. Rồi ai hiểu hết cái này cho mình con số 9 à. Chị Mão hiểu chưa chị Mão ơi? Dạ rồi ạ, à, rồi em hiểu rồi thôi ạ. À. Rồi, hiểu rồi cho con số 9 vô chị. Chị chưa cho nè. Rồi chị Kiều hiểu chưa chị Kiều ơi? Dạ em hiểu rồi thầy ạ. À. Rồi hiểu rồi, cho con số 9 vô chị. Rồi, đây là mình nãy giờ là mình phi thuận đúng không ạ? Cái này là phi thuận. Đi đúng vậy đó là phi thuận. Rồi nhớ hết chưa ạ? Rồi giờ mình đi phi nghịch nha. Phi nghịch. Nãy đi là phi thuận đúng không ạ? Giờ tới phi nghịch. Con 9 nằm nằm giữa. Rồi. 8. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Và một. Cái này là phi nghịch. Nghĩa là giảm dần, phi thuận là tăng dần, phi nghịch là giảm dần. Đúng không ạ? Hồi nãy là tăng dần, con này là giảm dần. Đúng không ạ? Mình thấy rõ không ạ?
phi nghịch là 9 về 8 lên 7, xuống 6 lên 5 xuống 4, 3, 2 và 1. Tại con này mình lấy con 9 để cho mọi người dễ hình dung ra đó nha. Mình lấy con 9 ở trung cung trước để cho mọi người dễ hình dung ra. Hồi nãy mình lấy con 1 ở trung cung, còn bây giờ mình lấy con 9 ở trung cung để mọi người dễ hình dung. Rồi mọi người bấm cho quen tay đi ạ. Bấm cho quen tay đi ạ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Rồi mọi người hiểu này chưa ạ? Hiểu lại cho mình lại con số 1 tiếp ạ. Hiểu phần này cho mình con số 1 ạ. Rồi mọi người chụp hình cái hình này lại để giữ cho mình, để cho mình quen dần cái con số này ha. Đây gọi là phi nghịch. Thấy rõ không mọi người ạ? À? Thêm chữ phi nghịch cho thấy rõ mà. Đó, thầy. Ở đây là phi thuận nè. Này là phi thuận ha. Phi thuận là tăng dần, đúng không ạ? Tăng dần. Còn phi nghịch là giảm dần. Mọi người nhớ kỹ hai phần này, nhất là những người mới, còn những người cũ thì quen rồi, không cần học cái này nhiều đâu, mấy người mới thôi. Rất nhiều người mới. Rồi, mình xong con 9 rồi đúng không ạ? Bây giờ mình lúc này dễ dàng hơn rồi đúng không ạ? Rồi, 9 xong tới mấy? Bây giờ lấy con 1 được không ạ? 1 thì xuống đây là mấy? Theo mọi người xuống đây là mấy? Ở này là phi nghịch nha. Nghịch. 9. Ok. Cái máy nữa. 8. 8. 8. 7. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. Đúng ạ. Rồi. Bây giờ con 2 nằm vô trung cung thì sao ạ? Thì đây là một nghịch luôn ạ. Tới mấy? Ba. Một tới mấy?
1. 2, 1 à? 1. 9. 8. 8. 7. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 3. Rồi mọi người làm cho mình mỗi người một cái bảng thành tới 9, 9 con số vô như hồi nãy. Giờ mình học đó. Nãy 1, 2 rồi tới 3, tới 4, tới 9. À, mọi người tự làm cho mình ha. Hai một tám. Con ngủ sớm ngay, cho ngủ nha. Xong rồi, thế ơi. Xong hết chưa? Mọi người ai xong thì cho mình con số 8 đi. Rồi ôn lại Phi Thuận và Phi Ngạch đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tắt cái bảng này, bắt đầu mình đưa cái bàn tay ra, mọi người sẽ làm ha. Rồi câu một nắm đây, Phi Thuận nha, Phi Thuận nha. Rồi 1. Rồi 2 nắm đâu? 4. 2 ngón áp út. 2 đeo nhẫn ạ. 2 đeo nhẫn. 3. 4 ngón trỏ. 7. 8. 5. 9. 5 ngón giữa. 2. 6 ngón giữa. 4. 5. 9. 9. 7. 8. 9. 8 ngón trỏ. 9. 4. 7. Đó. Rồi tiếp tục ha. 2, 3, 4, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 1, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 7, 9, 6 5 rồi 4 5 6 7 8 9 1 2 3 rồi 5 6 7 8 9 1 2 3 4 7 6 5, 7 8 9 1 2 3 4 8 5, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 9, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 6 7 8 9 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 1 2 3 4 5 Cô em yêu gì đấy? Rồi mọi người xong hết cái 9 chưa à? Xong hết cho mình con số 5 đi ạ. Bữa nhỏ lại à. Xong hết rồi thầy ơi. Rồi, bây giờ tới Phiên Nghịch. Xong hết rồi, bây giờ Phiên Nghịch. Từ 1 đến 9 lại. 4, 8, 8, 7, 8, 6, 9, 8, 2, 1, 8, 7, 9, 8, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi tiếp là 8, 7, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 9, 8, 7, 8, rồi đến 9 hết chưa mọi người ơi? Dạ rồi. Ồ, mọi người học giỏi quá, nhanh quá. À, mọi người học giỏi quá. Vậy mình đi tiếp phần nhận thức tinh bàn luôn ha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình viết nè. Thiên và nhân thì chẳng phi thuận, lẽ phi nghịch. Thiên và nhân chẳng phi thuận, lẽ phi nghịch. Chẳng là phi thuận. Chẳng phi thuận, lẽ phi nghịch. Thiên và nhân chẳng phi thuận, lẽ phi nghịch. Chút xíu giải thích nha. Ghi cho thuộc đó đi. Địa ngược thiên lại. Và nhân chẳng phi thuận, lẽ phi nghịch. Địa ngược lại. Địa ngược lại. Đọc lại lần nữa ha. Lẽ phi nghịch. Thiên và nhân thuận. Thiên và nhân chẳng phi thuận, lẽ phi nghịch. Lẽ phi nghịch. Địa thì ngược lại. Lẽ phi nghịch chẳng phi thuận. Địa ngược lại. Ngược lại tức là chặn thì phi nghịch, mà lẽ phi thuận ở đây. Chặn nghịch.
chẳng phi thì mình nói chỉ ngược lại là được, để mình xác định đâu lẽ phi nghịch chẳng phi thuận, để chứ mình đọc ngồi mình không biết cái nào lẽ cái nào chẳng nữa đó, cứ chẳng và lẽ ngồi là lộn đó nha. Nên là cứ như là thiên và nhân, mình chỉ nhớ một cái là thiên và nhân thôi, thì chẳng thuận lẽ nghịch. Địa không cần nhớ, địa chỉ nhớ là ngược lại là xong. Mình cứ đọc chẳng thuận lẽ nghịch, sau đó mình nhớ địa thì nói ngược lại là xong. Mọi người ok chứ ha? Bắt đầu vô ha, mình thử ha. Ok. Bây giờ mình đang ở vận 8, lấy vận 8 làm cho nó dễ đi ha. Đây là con của vận trước ha. 8 đúng không ạ? 9. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. Rồi, bây giờ ai cho mình một bức hình ạ? Hôm qua mình học 24 sơn hướng rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ ai cho mình một cái hướng nào đó đi. Bất cứ hướng nào. Nhớ đọc tên của cung nha. Hướng gì ha? Rồi bây giờ hướng gì đây? Nhà Ngọc Hà hướng gì Ngọc Hà? Hướng đi thầy. Nhà em hướng hướng tây thầy. Tây là bao nhiêu độ? Cái gì tây? Tây là hướng tây có mấy cung? Hướng tây có 2 cung. 3 cung chứ. Đúng chính xác 3 cung. Giờ không biết cung nào nữa thầy ơi, quên mất tiêu rồi. Vậy là không học bài rồi. Dạ. Đây cho nó hướng tí 7 độ đi ạ. Hướng tí ha, chị Hiến phải không? Hướng tí đúng không? Vâng ạ, hướng tí 7 độ ạ. Hướng tí ha. Vâng ạ. Hướng tí là đây đúng không ạ? Vâng ạ. Hướng tí là đây đúng không ạ? Dạ. Vậy thì tọa gì? Cái tọa ngọ không ạ? Vâng ạ, tọa ngọ. Tí tọa ngọ. Nè tọa là gạch ngang này đúng không ạ? Đúng rồi. Hướng là mũi tên này đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, bây giờ đưa vô nè. Đưa vô nè. Tọa là đưa màu đỏ vào. Đúng không ạ? Tọa là con mấy đây? Tọa đang là con 3. Tọa là con 3. Tọa là con 3. Rồi, hướng là đưa màu xanh vào. Hướng là 4 ạ. Hướng là đưa màu xanh vào. Màu xanh là con mấy ạ? Hướng là 4 ạ. 4 ạ. Đi đưa 2 tỷ á. Rồi, bây giờ mình phi ha. Bây giờ đây là hướng ngọ. Đó, ngọ hướng tí. Đây là thiên hay là địa hay là nhân? Địa hay là thiên nhân? Cái này là gì? Cái này là gì? Là thiên đúng không ạ? Thiên. Thiên ạ. Đúng không ạ? Thiên nhân thì chẳng phi thuận lẽ, lẽ phi nghịch đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi, vậy con 4 là chẳng hay lẽ? Chẳng ạ. Chẳng ha. Vâng ạ. 4 thì phi thuận là sao? Lên đây là mấy? 5. Đến mấy là? 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. Đúng không ạ? Yeah. Rồi, con 3 này là chẳng hay lẻ? Lẻ. Lẻ thì phi? Phi nghịch ạ. Nghịch. 3, 2, 1, 9, 8, 7. 6, 5, 4.
Đúng ạ. Tới đây mọi người hiểu cái này không nè? Ngọc Hà hiểu không Ngọc Hà? Hiểu này không ạ? À? Mấy người mới hỏi hiểu không nè? Chị Yến hiểu rồi đó. Chị Yến là tại vì chị bên là viện, bên viện phong thủy của Hà Nội nên là chị hiểu rồi, đúng rồi. Em biết viết khi mà con số 3 rồi con số 4 kia, em chưa biết là số 3 và số 4, còn cái viết cái con số còn lại thì viết được theo quy luật của thầy. Rồi, em chưa hiểu cái chỗ là cái ô ở giữa làm sao mà ra con 3 với con 4 đấy thầy. Đây. Tọ nằm đây đúng không? Tọ nè. Tọ dạ. Đây đúng không? Đây là hướng đúng không? Dạ. Rồi, hồi nãy bạn chống chân cái tọa này có con số mấy? Con số bự nhất đang là con số mấy? 3. Phải con số 3 không? Số 3. Rồi, số 3. Số 3 là tọa thì được ghi màu đỏ, ghi vào đây. À, đúng rồi. Số 3 nè. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Rồi, hướng là con số mấy? Con số 4 đúng không ạ? Số 4. Ừ, rồi. Okay, hướng này là ghi màu xanh, ghi vào đây. Được chưa? Tới đây hiểu chưa? Hiểu này chưa? Dạ rồi. Rồi, vậy là bắt đầu mình phi thôi, đúng không ạ? Chẳng thuận lẽ, lẽ nhật. Đúng không? Tại vì đây là thiên nhân, đúng không ạ? Đây là thiên, đúng không ạ? Thiên, dạ đúng rồi. Rõ chưa? Rõ. Rồi, ở đây bây giờ mình đang ở vận mấy ạ? Vận 8. Rồi. Mình đang ở vận 8. Vậy thì con số 8 đang là làm gì đúng không ạ? Đương lạnh. Là đương lạnh, là mạnh nhất đúng không ạ? Vậy thì ở đây đang hai con 8 này đúng phải là này gọi là phải là song tinh đáo tọa không ạ? Đáo tọa nè. Hai con này là song nè, song là hai con đúng không? Dạ. Nó nằm ở tọa gọi là song tinh đáo tọa đúng không ạ? Song gì à thầy? Song tinh. Song tinh đáo tọa. Tinh hai, là hai sao á? Hai cái sao đó là ở tọa đó thì gọi là song tinh đáo tọa. Rồi. Con chín mà này đang là chính là gì? Có phải là một số chín không? Vận 8 thì sao? 8 9 1 8 là vừa 9 là sinh. Là sinh. 9 sinh, 1 là tiếng. 1 là tiếng. Ờ, hay quá ha. Đúng ạ. Vượng sinh và tiếng. Đúng ạ. 8 9 và 1. Đúng ạ. Vậy thì con sinh là con chính ở đây. Đúng ạ. Vậy con sinh này nó cũng là con đang vượng đúng không? Sinh cũng là vượng đúng không? Dạ. Thì có thể gọi là nó đúng của nó là song tinh đáo tọa nhưng mà có thể gọi là vượng sơn. Vượng hướng. Đúng ạ. Đúng rồi. Cảm nhận không ạ? Vâng ạ. Đáp ở sơn nè, chính là hướng nè. Có thể xác định nó là vượng sơn vượng hướng được nha. Rồi, tiếp một ví dụ nó đi để cho mọi người dễ nhớ. Rồi bây giờ một hướng khác đi ạ. Mình ghi lại cái vận 8 này lại ha. 8 9 9 1 2 3 4 5 6 và 7. À, cái này mọi người chụp lại cái này nha. Quên kêu mọi người chụp lại cái này, mọi người chụp lại cái này đi để mình còn làm nữa để không thôi là mình quên đấy. Lưu ý nha, bài hôm nay là hay và quan trọng lắm đó. Bài hôm nay là bài quan trọng nhất của môn quyền không. Nếu không học được bài hôm nay mà nghỉ hôm nay thì các buổi sau không hiểu gì hết. Các buổi trước có thể có quyền nghỉ, các buổi sau này có thể nghỉ. À, nhưng buổi hôm nay mà nghỉ
thì em buổi hôm nay không thể nghỉ. À, bài bữa nay mà ai nghĩ là coi như gần như mất hết cái môn này đó, không có biết đường đâu mà làm. Dầu tâm, dầu tâm, canh dầu tâm, tỏa tâm, hướng ấp, giác mạo ấp của canh dầu tâm, đúng không? Rồi, tỏa tâm, hướng, hướng ấp đúng không ạ? Tâm hướng ấp, tức là tỏa, tỏa đông đó. Của tọa tây. Tọa tân là ở đây mà chứ. Đông 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 à, ra tọa tây hướng tân đông. Ở đây đúng không? Đúng rồi thầy. Phải vậy không ạ? Rồi. Tân hướng ấp, cái này thuộc là địa thiên nhân canh dầu tâm rồi, thuộc nhân rồi. Tân hướng ấp là sao thầy? Em chưa hiểu được thầy. Và tân trong cái sơn của ấy là chị Mão, chị Mão hả? Chị Mão phải không dạ ạ? Dạ. Rồi. Mão nhà... không học buổi 1 thì nhà, nhà, nhà chị đo cái hướng của chị là 100 độ. Đúng không ạ? Hoặc là 115 độ, 105 độ, 100 đến 105 độ là tọa tân hướng ất. Ok, chấp nhận đi ha. À, cái này có phải là theo như cái vòng tròn lúc nãy phải không ạ thầy? Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, trên cái la bàn đó mà. À à. Rồi. Đúng không ạ? Thì từ dạ. Từ 90 đến 105 độ thì 90 là 90 độ là thiên đúng không ạ? Dạ. Là thiên đúng không ạ? Thiên đúng rồi. Rồi 105 là nhân. Là nhân đúng không ạ? Rồi 108 thì nó lệch nhau chút xíu so với 105 ạ, đúng không ạ? Rồi chấp nhận đi ha. Rồi ok ha, tới đây đây là tọa tân hướng ất ha. Rồi, tọa là tọa nằm, tọa sẽ đang nằm đây đúng không? Thì con 1 ở đây, con 6 bên đây. Hướng đây đúng không? Đúng rồi. Rồi, vậy thì đứa con tọa một. Một là tọa. Đây là con sáu. Sáu. Rồi. Rồi, thì sao? Cái này là nhân. Nhân. Ở đây là nhân. 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 Mà này. Vậy thì đây là sáu thì lên. Lên bảy. Thi thoảng. Bảy. 8, 8 4, 1, 1 2 2 3 và 4 3, 4 và 4, 5. 5 đúng ạ. Rồi 1 là phi nghịch. Nghịch, okay. Nghịch 9 và 1, 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5, 4, 3, 2. Rồi. Ừ. Thì bây giờ mình thấy nè. Thấy nè. Đấu. Cái này là tọa đúng không ạ? Phải là song tinh đấu tọa không ạ? Đúng rồi. Yeah. Hướng chỉ là con 4 thôi đúng không ạ? Yeah. Vậy thì này là song tinh đấu tọa. Vậy bố trí nước ở đâu ạ? Để cái nhà này thịnh là phải bố trí nước ở tọa đúng không ạ? Và ở tọa này tránh để gì? Tránh để toilet đúng không ạ? Dạ. Để toilet vô hai con 8 thì là thua rồi nè đúng không? Mình đang tính vận 8 không tính vận 9 nha. Vận 9 bữa khác làm nha. Bữa nay mình chỉ nhận thức tinh bàn ở vận 8 thôi. Đúng không ạ? Dạ. Này là song tinh đáo tọa.
Rồi tiếp tục, ai cho một hướng khác đi, hôm giờ mình cho đi, mình cho một cái hướng có con năm vô để mình đi vào một cái chương trình đặc biệt nha. Rồi bây giờ mọi người ghi con năm nè, ghi con số đặc biệt vô nè. Con năm ở con số đặc biệt, năm là đặc biệt. Hướng mùi. Chị sang còn nhớ. Số năm là số đặc biệt. Nếu ở vận chẵn, nếu ở vận chẵn thì phi như thiên nhân. Nếu ở thì vận... thầy đọc chẳng, em không hiểu, không nghe được rõ tiếng của thầy. Nếu ở vận chẳng à? chẳng vận lẻ là 2, 4, 6, 8 chẳng lẻ thì chẳng lẻ. Dạ. Vận chẳng 2, 4, 6, 8 dạ thì phi như thiên nhân, nghĩa là con năm này trở thành con số chẵn, hiểu ý không ạ? Thì phi như thiên nhân. Rồi nếu ở vận lẻ, nếu ở vận lẻ thì phi nghịch lại. Là vận chẵn con năm sẽ là chẵn, mà vận lẻ con năm sẽ là lẻ. Mở ngoặc ra vậy đi. Vận chẵn con năm sẽ là chẵn, vận lẻ con năm sẽ là lẻ. Tại sao có sự đặc biệt này? Tại con năm là trong cửu cung thì con năm ban đầu là nằm ở địa bàn đầu tiên nhất, nằm ở trung cung. Trong cái thước A tinh bàn á, con năm nằm ở trung cung nên nó có được con số là chẵn và lẻ như thế này. Nó được phân làm hai mức là có thể chẵn và có thể lẻ tùy theo vận. Cái thước nó như thế này. Đây. 5 6 7 8 9 1 2 3 và 4. Hồi nãy giờ cho mọi người phi con năm là như vậy đó, phi các con số để thấy cái số này nè. Thì mọi người có thấy không ạ? Cộng xuôi, cộng ngược, cộng xéo là cộng ngang, cộng dọc, cộng xéo đều bằng 15 đúng không ạ? Cái này gọi là hà đồ. Xin lỗi, này là lạc thư chứ, lạc thư. Đây gọi là lạc thư. Đây gọi là lạc thư, còn gọi là ai tinh bàn. Là thước đo trời. Đó. Thì con năm nằm ở trung cung, ở cái này gọi là cái thước đo trời, nên là con năm này nó được chia làm nó có thể chẵn hoặc lẻ tùy theo con vận nằm vô con năm này. Nếu con số chẵn vô đây thì con số năm này coi là chẵn, lẻ vô đây thì con số năm là lẻ. Rồi mọi người nhớ phần này ha. Bắt đầu mình tiếp tục lại cái phần tiếp. Em đưa hai này vô cho chị. Alo. Dạ. Rồi, vậy mình tiếp tục ha. Rồi bây giờ đây có con năm nè, thấy không ạ? Thì bây giờ một là tọa hoặc là hướng đều là con năm này được hết đúng không mọi người? Vì mình lấy hướng này cho nó dễ đúng không ạ?
phồn đi. Rồi, hướng phồn. Vậy là tọa gì? Tọa cấn, hướng khôn. Dạ. Rồi, tọa cấn hướng khôn. Cấn khôn là là thiên đúng không mọi người? Hướng khôn đúng rồi. Chủ tấn dân đó. Rồi. Bây giờ là con này, con hai mình đưa vào. Đúng không ạ? Con năm mình cũng đưa vào đây. Rồi. Bây giờ mình thấy đây là con 8 đúng không ạ? 8. 8 này là chẵn đúng không ạ? Đúng không? Con 8 là con chẵn. Thì 5 là chẵn. Vậy thì 5 phi. Đúng không ạ? Đúng không? Nó là chẵn thì con 5 này coi là số chẵn. Đây là chẵn thì con 5 sẽ là chẵn. 5 sẽ bằng chẵn luôn đúng không ạ? Vì vẫn 8 là con chẵn nên con 5 này là chẵn. Vậy thì ở thiên nhân là chẵn thuận lẽ nghịch thì 5 đã thành 6 7 8 9 1 2 3 và 4. Đúng không ạ? Rồi. Con 2 thì phi bình thường đúng không ạ? Con 2 thì 3 4 5 6 7 8 9 và 1. 9 1. Đây. Đây có cái này có hai cái đặc biệt. Một con 5 đặc biệt. Hai con 8 cũng đặc biệt luôn. Rồi, vậy thì hướng này là hướng gì ta? Hướng mà con 8 nằm đây là hướng tám màu đỏ đúng không? Tám của tọa đúng không? Dạ, tám tọa. Tọa này là có phải là tám này là sơn không ạ? Tám là sơn, đúng rồi. Rồi, con 8 này có phải là nằm hướng đây không ạ? Con 8 này nằm hướng đúng không ạ? 8 là con hướng nằm đây đúng không ạ? Sơn mà nằm ở hướng, hướng mà nằm ở sơn, có thấy gì không ạ? Mọi người thấy gì không ạ? Vậy thì ở đây là phía trước nè đúng không? Phía trước gọi là thượng đúng không ạ? Hoặc là thướng đúng không ạ? Yeah. Cái này phía sau gọi là hạ đúng không ạ? Thượng sơn hạ thủy. Cái này là thướng hay là thượng gì cũng được hết đúng không? Thì người ta gọi là thướng sơn hạ thủy. Thướng sơn hay thượng sơn đều được hết ha. Và hạ thủy. À. Mọi người mà nghe gặp cái thướng sơn hạ thủy là sợ sợ dữ lắm rồi đúng không ạ? Tại sao sợ vậy? Tại vì cái hướng đi mà nằm cái núi nằm thướng đó là thầy thướng sơn hả? Thượng sơn hoặc thướng sơn đều được hết. Thướng sơn hay thượng sơn đều được hết ha. Thướng hoặc thượng sơn. Thượng sơn hạ thủy. Tùy sách là thướng, tùy sách là thượng. Hạ thủy. Cái chữ gì ở góc bên trái bên dưới đó thầy? Hạ. Hạ thủy à? Không, không, cái góc bên trái ở bên dưới của tờ giấy. Đây à? Dạ. Bên trên đó thầy, bên trên chỗ cái chỗ chữ hạ thầy à? Hướng. Là hướng, hạ. Hướng. Hướng. Hạ thủy đó. Đâu? Chữ hướng đó. Chữ hướng à? Thướng. Thượng. Ủa, chỗ đấy không phải tọa hả? Tọa nằm đây nè. Tọa cấn khôn. À, tọa cấn hướng khôn nè. Số 5. À,
Còn góc bên chữ số 5 là chữ gì thầy viết nhỏ nhỏ dính dính không thấy? Đúng đây, là chữ hướng này. Cũng chữ hướng luôn à thầy? Hướng, số hướng. Số 8 này phải hướng không? Số 5 góc bên trên nữa. Thì số 8 đó là hướng đây. Cái số 2 ấy. Hướng. Hướng. À rồi. Hai trên là chữ thưởng đó. Chữ thưởng, thưởng à thầy? Yeah. Ừ. Thượng. Nên mới đọc là thượng nè hay là chữ thướng, thượng hay thướng đều được hết ha. Dạ. Thượng sơn hạ thủy nè. Thượng sơn, có sơn nè, thượng sơn hạ có thủy nè. Số 8 là 8, nó đúng là gọi là 8 thủy nè. Con 8 này là 8 của thủy nè, đúng mà. Khó hiểu quá à. Đơn lắm rồi ạ. Hiểu chưa, hiểu chưa? Có cần học lại không? Có. Có học lại ha. Dạ. Cái này học lại thầy. Rồi. Sau khi phi xong nè, thì ở đây mình thấy nè, ở đây có con 8 nè, mà 8 của tọa đúng không? 8 màu đỏ là 8 của tọa đúng không? Đúng. 8 của sơn đúng không? Vậy là ghi là sơn đúng không? Rồi. ở tọa ở hạ nè đúng không? Ở tọa nè. Có con 8 mà 8 của thủy đúng không? 8 của thủy là 8 của hướng nè đúng không? Sao biết đó là hướng của thủy à thầy? Con 8 vận 8 con máy là con 8 là mà 8 là 8 của mà nãy mình quy định nè, đỏ là tọa ra. Xanh là hướng đúng không? À rồi. Mình quy định đỏ là tọa, xanh là hướng đúng không? Thì cuối cùng con xanh về cái tọa đúng không? Con 8 xanh về cái tọa đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Con 8 đỏ lại về cái hướng đúng không? Rồi. Yeah. Nghĩa là con 8 đỏ nằm ở trước nhà nè, con 8 xanh nằm ở sau nhà đúng không? Chấp nhận chưa? Dạ. Yeah. Rồi, vậy thì ở trước nhà mà có núi đúng không? Gọi là thượng sơn hoặc là thướng sơn đúng không? Rồi. Ở sau nhà là hạ là phía sau nhà đúng không? À rồi. Tọ là sau nhà, hạ là sau nhà, thì hạ là nước thì là hạ thủy đúng không? Dạ. Yeah. Rồi nên mới gọi là thướng sơn hạ thủy. Rồi. Rồi rõ này chưa, rõ chưa? Mọi người rõ hết chưa? Rõ cho mình con. Chưa thầy ạ. À. Thầy nói lại thầy nó còn mơ hồ lắm thầy. Rồi bây giờ nãy giờ mình có quy định con đỏ là sơn đúng chưa, là tọa đúng chưa, rồi là phía sau của căn nhà đúng chưa? Dạ. Chấp nhận chưa, chấp nhận cái này chưa? Rồi rồi. Đỏ là phía sau của ngôi nhà đúng không? Rồi rồi. Ở trong vận 8 này con số đỏ mạnh nhất là con số 8 đúng không? Vận 8 mạnh nhất là con số 8. Chấp nhận chưa? Hồi nãy mới học rồi là vận sinh và tiến, thì con 8 đó là 8 đương vận, 8 vượng đúng không? Chấp nhận chưa? Còn không chấp nhận phải học lại phần đó, học là phần lại lý thuyết hai hôm trước. Chữ thầy đã thầy mất rồi. Bữa 1 có học không nào? Bữa 1, bữa 2 em bữa đi với được chị Tú cho cái link vào á anh chị. Trời ơi, anh đưa từ bữa giờ bữa nay mới vào. Em có biết đâu, hôm nay chị Tú mới gửi cho em mà. Rồi thôi chịu rồi. Rồi. Thì đây bye. Là 8 của sơn đúng không? 8 của sơn. 8 của sơn mà nó nằm ở hướng. Nghĩa là trước nhà là có núi. Chấp nhận chưa? Rồi. Rồi. Con 8 của thủy mà nằm ở sau nhà là ở sau nhà phải có sông, có hồ. Đồng ý chưa? Rồi ạ. Rồi. Chính vậy mới gọi là thượng sơn hạ thủy. Rõ chưa? Rõ ý này chưa? Rõ ha? Rõ ý này rồi. Là phía trước nhà phải có núi và phía sau có nước, gọi là thượng sơn hạ thủy. Cái tên nó vậy thôi. Tức là nếu mà trong cái nhà đó mà có được đúng như thế thì nó mới là tốt hả thầy? Đúng rồi. Hiểu ý này à?
Không có, mình phải đào à, mình phải tạo à thầy. Cái đó nữa tính sao tùy tùy căn nhà, tùy việc ha. Cái này mình nghe trước cái phần này đi, rồi sau đó mình cái phần đó còn còn dài dài ha. Học đi thuyết trước đã. Rồi nó như trên mây á. Từ từ, chị học xong tiếng buổi kiểu gì cũng hiểu mà. Tại vì bữa nay chị, là chị nói anh chị đến mai dạy là em hai quyển đâu anh chị ơi. Một có video đó chị, có video quay lại chị tự học lại đi. Dạ. Mai nhất cho Mão là bữa nay vô đúng bài này, còn nếu mà vô trễ hơn một chút nữa là dạy lại chết luôn á. Là hay, cho khóa sao học á. Hay dạy thì phí tùy tâm, còn anh cứ một buổi 200 nha Mão, bằng một suất làm của em đó. Ok là anh chị à. Anh cứ ok đi. Được anh ạ. Đúng không? Anh là cứ phụ đạo là cứ buổi 200 cho nó làm một suất cũng 200 thì anh cũng lấy 200 thôi. Em sợ anh không lấy của em mới nhọc phải chứ. Thì cô Mão này cũng ở Vinh Nghệ An đó thầy ơi. Ồ thế à. Xin chào Nghệ An quê cho à. Ơ chị của Nghệ An à? Dạ vâng. Chứ mà em ở Sài Gòn thế. À được. Em vẫn đang ở quê Choa. Quê Choa mà quê, khu nào có quê Choa? Khi mộ. À Vinh là thầy, thầy vừa bảo Vinh mà thầy. Không, cho nên là thầy nói em nghe không có rõ. Em nghe được nhưng mà em không có hiểu lắm. Rồi vậy nó tiếng Nghệ còn khó nghe nữa. Thầy ơi, Nghệ An nhà em nói dễ nghe lắm luôn. Ai nói tiếng Nghệ là bao nhiêu thứ không biết không? Ra đó là ủa lứ là nghe muốn chết rồi. Thầy cứ về Nghệ An đi, em trung phong cho thầy nghe tiếng Nghệ. Ôi trời, thầy đóng đô ở Nghệ An lâu lắm rồi, em chưa biết đó mà em chưa biết thầy. Xém là đợt vừa rồi mà không có dịch Covid là anh với thầy có mặt ở Nghệ An vào hồi cuối tháng 2 rồi đó. Ồ, thế thì cùng đúng Tết luôn anh hai, Tết ra luôn anh hai. Thôi, rồi, bây giờ tiếp tục một hướng nữa là địa đi ha, mọi người ơi. Cho một hướng địa đó. Địa đi. Nãy giờ là thiên nhân hết rồi. Dạ, bây giờ cho rồi địa. Rồi giờ địa đi ạ. Dạ. Thầy ngủ đi. Thìn đi thầy, thìn đi, thìn mấy cả thầy coi thìn gì. Thìn muốn tìm canh dầu càng túc hỏi. Tỏ gì? Tỏ tốt hướng. Tỏ tốt hướng. Dạ. Ở tất hướng năm em. Ở tất hướng thìn. Đó, là đúng địa luôn rồi đó. 8 9 1 2 3 4 5 6 7 rồi đưa 9 lên rồi. Hướng là con 7. Đó là con 9. Rồi. Hồi nãy mình đọc là chẳng thuận lẽ nghịch. Cái này địa nha thầy. Thì chưa nói hết mà. Mình chỉ nhớ là chẳng thuận lẽ nghịch, đúng không ạ? Rồi. Thì đúng là lẽ mình phải đi nghịch, đúng không ạ? Yeah. Nhưng địa ngược lại thế đi thuận, đúng không ạ? Vậy thì chính lên. Chính lên mấy? Chính lên 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi. Rồi. Con 7 thì lại đi, bảy cũng là địa luôn, lẽ là đi nghịch, nghịch tiếp theo luôn, thế bảy tám đúng không ạ? Chín bảy lên tám đúng rồi đây tới chín. Chín là một hai ba bốn năm sáu
Cục này cũng là có phải là thượng sơn hạ thủy luôn đúng không ạ? Rồi mọi người chấp nhận này chưa? Hiểu cái này tại sao thượng sơn hạ thủy chưa? Mão hiểu chưa chị Mão ơi? Dạ, bây giờ hiểu sơ sơ thôi ạ. Hiểu rồi đúng không? Hiểu là được rồi đó. Khái hiểu là hiểu sơ sơ là về làm thêm một vài bài tập nữa là ok. Rồi bài tập về nhà là tự mình làm ra 24 sơn hướng này luôn. Là hiểu ngay. Nãy giờ mình đã làm cho khoảng 4 năm cái rồi đó. Rồi, nhưng mà bài tập về nhà em là mình chưa hiểu ở chỗ tại sao lại phải lấy số 8 là mình dựa. Ví dụ mình lấy số 7 được không thầy, hay là lấy số cứ phải số 8 hay số đang là vận một số 8. Nào đó năm nay vận 8 không phải năm nay vận này đang là vận 8, còn chỉ làm đang là vận 8 chứ không phải là năm nay là vận 8 em. À năm nay chỉ là bây giờ chị Mão chị có thể làm được tất cả những cái mà chị nói từ 1 tới 9 luôn ha. Những con số từ 1 đến 9 mà chị mỗi cái chị làm cho 24 cái sơn hướng như vậy. 9 lần chị làm 24 hết cái đó là chị thuộc đó nè. À tức là mình cứ luân chuyển từ 8 đến 24 thôi. Em chưa hiểu rồi ạ. Chị có thể làm 9 vận. Chị làm 9 vận luôn là ok liền đó chị Mão. Ở đây đang cho chị làm có 1 vận thôi. Em bây giờ em đang nhấn cái máy như thế này ạ. Thì chứ cứ làm đi, làm nhiều thì hết thành hết xuống là xuống đất à, làm nhiều là từ trên mây rớt xuống đất à, em giống như ở trên đúng mây à? Luôn thì bây giờ là chị làm con một cũng được, làm con một đến con chín luôn là mỗi cái 24 9 nhân 2 là 180 đúng không? 4 nhân lẻ 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 thầy cho em hỏi thăm cái thầy dạ. Cái số 7 thầy ở thiên và nhân và địa đó thầy, số 9 là em hiểu rồi, sao số 7 lại là phi thuận thiên luôn và nhân đúng không hồi nãy? Cái số 7 là lẻ mà là phi nghịch chứ, còn này là đang gì chị? Chị coi cái này là gì? Hướng này là thuộc địa mà. Địa sẽ ngược với thiên nhân mà chị. Chị hiểu không? Chị địa nè. Chưa hiểu lắm thầy, là giảng lại cái khúc này. Rồi, hồi nãy chị có ghi không ạ? À? Chị có ghi dạ, phần đầu tiên em đọc không ạ? À? Chị lấy bản chị coi lại đi ạ. Thiên nhân chẳng thì phi thuận, mà địa thì ngược lại. Rồi chấp nhận chưa? Thiên nhân chẳng phi thuận, điện ngược lại là phi nghịch. Rồi thiên nhân là lẻ. Lẻ đi phi nghịch. Phi nghịch đúng không? À. Đúng không? Rồi em hiểu rồi. Này là địa đúng rồi, không ạ? À? Dạ dạ. Tại tức thần là địa đúng không ạ? À? Chấp nhận không? Tại sao mới phân là địa và thiên nhân là như vậy á, đúng không ạ? À? Rồi em hiểu rồi thầy, cảm ơn thầy. Đó, hôm gà cho học là địa thiên nhân là như vậy á. Dạ. Bữa nay mình mới thấy ứng dụng rất là tốt, rất là nhiều đúng không ạ? Học không có gì bỏ, không có cái gì học để chơi hết à. Học để... Tại mới cho nên nó chậm hiểu một chút xíu thầy. Không sao chị. Không sao chị. Ở đây cố gắng nói để cho không phải mình anh chị hiểu đâu, nói cho tất cả mọi người cùng hiểu nha. Dạ. Yeah. Có, chị có nói như vậy mới biết là dướng ở đâu để ở đây mới gửi cho được ha, chị thông cảm ha. Dạ. Rồi hiểu này có chưa ạ? Rồi bây giờ về nhà mọi người sẽ làm phần này cho thật là kỹ. Rồi ai có thời gian nhiều thì làm cho 9 vận, còn ai thời gian ít thì cứ làm 1 vận. Và xin cũng khuyến là 2 vận, vận 8 và vận 9 để mình còn sử dụng nhiều.
vận 8 và vận 9. Vận 8 thì còn có 5 nữa, hết 5 nữa, hơn 5 nữa. À, bài tập là tự phi ra 24 sơn hướng này. À. Dạ, vâng ạ. À. Và nếu có thời gian thì phi hết 9 vận giống như nãy chị Bảo yêu cầu. Còn nếu không có đủ thời gian thì chỉ cần phi 2 vận thôi. À. Thầy ơi, làm sao biết được năm nay là vận nào, năm sau vận nào thầy nhỉ? Từ từ sẽ có bài đó. Tới liền bây giờ đây. Tới liền luôn. Tới luôn ở đây. Dạy luôn chứ. Ok. Đi ngủ với mẹ nha. Kéo đi đâu lại con đi ngủ. Tại vì hôm trước mình, nếu mình dạy bài đó trước thì mọi người sẽ ngồi đó ngủ luôn. Con đánh con. Rồi tắt, cất. Đi ngủ cho lỗ mũi hồng quá thầy. Này Minh Vân bỏ chạy rồi phải. Rồi. Mọi người chờ mình một tí. Nghe nhạc đi, trong lúc chờ đợi nghe nhạc đi. Nghe Covid được không Hà? Được ha. Bài trân trọng và biết ơn ha. Dạ được thầy. Cho nghe 1-2 bài luôn này. Bữa nay viết nhiều bài lắm. Một cái trân trọng và biết ơn với lại tri ân để sống. Hai bài đó. Ý nghĩa ai cũng nghe được. Alo, cho em hỏi cái thầy Thanh ơi. Dạ. Nói đi. Thấy là có 24 sơn hướng nhưng mà nó ba cái sơn thì nó chung vô một hướng. Có nghĩa là ví dụ như là nhâm tý quý thì nó sẽ gom về một hướng bắc thôi. Vậy thì mình chỉ có 8 trường hợp trong một vận thôi. Rồi nói tiếp đi em. Nói tiếp đi Khánh. Thì em hiểu là chỉ được có 8 sơn hoặc là 8 tọa hoặc 8 hướng cho một vận thôi chứ không có được 24 trường hợp được. Rồi, hôm qua có học không? Hôm trước có học không? Hôm thứ hai thì em chỉ coi lại cái YouTube thôi, hôm đó em đi làm. Rồi. Môn này nó đi là 24 sơn hướng chứ không phải là 8 sơn hướng. Có coi lại phần đó kỹ đó, phần đó không chưa? Có, ví dụ như ở trên cái củ tinh này của mình á thì mình chỉ có nói đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ có 8 sơn hoặc là 8 hướng hoặc là 8 tọa thôi. Chứ em không tìm ra được là 24 hướng được. Hôm qua là bạn không, buổi thứ hai bạn không học đúng không? Dạ đúng rồi, buổi thứ hai là em có coi lại cái YouTube thôi. Ừ đúng rồi, chính vậy là bạn coi nhưng mà bạn chưa nắm được. Ở đây chia ra là mỗi hướng đó chia thành 3 sơn. Đúng không ạ? Mỗi sơn đó gọi là sơn hướng và mới đặt tên cho là nhâm tý quý. Đúng không ạ? Sửu cấn dần, giáp mão ất, thìn tống tỵ, bính ngọ đinh, mùi khôn thân, canh dậu tân, tuất càn hợi. Bạn cộng tất cả những chữ đó là bao nhiêu sơn hướng ạ? Em hiểu là 24 sơn hướng đó, cái đó em hiểu rồi. Cái mà mình áp vô trong cái củ tinh này, nói ví dụ như là cái trường hợp lúc nãy á, cái trường hợp lúc nãy nếu như ngay chỗ cái hướng mà thì cái ví dụ như cái nhâm tý quý thì nó sẽ gom chung vào một cái hướng bắc. Ở đây không có gom chung nha bạn, hai cái khí đang đi nghịch nhau mà làm sao mà gom chung được bạn? Thiên nhân hai cái khí nó khác nhau mà một cái âm một cái dương mà làm sao mà giống nhau được, thì phi tinh thì các cửu tinh đó nó cũng bay hoặc bay nghịch nữa mà trong một hướng đó nó cũng có hai. Nếu mà bạn gom, bạn chỉ có thể gom thiên nhân lại là một thì được, tại vì nó cùng dấu nhá. Dạ, cái đó em hiểu rồi, nó khác dấu
Rồi, em cảm ơn chú sĩ với cảm ơn thầy Thanh. Rồi, hiểu được chưa? Ok là 24, chấp nhận 24 chưa? Để chấp nhận bây giờ nó có nó khác dấu nữa, nó phi theo các ngược chiều nữa. Chính xác. Nó, như vậy tại đó. Vì nó trái dấu với nhau nên nó không thể nào gom chung được, đúng không ạ? Rồi, em hiểu. Rồi, em cái đó giống như là nước muối quậy dưới nước đường vậy. Dạ, tâm nguyện. Nhưng mà phái Bắc Trạch vẫn gom chung nước muối và nước đường, tại vì lượng lượng nước đường gấp đôi lượng nước muối nên nó vẫn xài được, đúng không? Phải không? Hai cái thiên và nhân cùng dấu. Yeah. Mà một cái địa là trái dấu thì hai âm thắng một dương hoặc hai dương thắng một âm thì nó vẫn xài được. Nhưng đó là một cái phái khác, mình không bàn tới phái đó nha. Ok ha. Rồi thôi nghe nhạc tí nữa đi. Một đại nguyên thì gồm có 3 chính nguyên. Mỗi chính nguyên là 180 năm. Mỗi chính nguyên thì lại chia làm 3 đơn nguyên. Gồm có là thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Từ từ thế rồi. Cái này á, ngày xưa á, là mọi người cũng chỉ chấp nhận. Nhưng mà bây giờ mình có một cái cách, mình đang chia sẻ lại một cái cách khác. Để chính mọi người... chính nguyên là chia gì nhỉ? Chia là 3 đơn nguyên ở đấy. Đúng rồi, chính nguyên chia làm 3 đơn nguyên. Là thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Trung nguyên. Và hạ về trung nguyên. Can à, giờ học mới hiểu can chi là cái gì. đại nguyên thì 540 năm. Rồi đại nguyên có 3 cái, là một là chính nguyên, mỗi chính nguyên là 180 năm, thì nó chia làm 3 cái nhỏ là đơn nguyên, trung, hạ, trung và hạ. Mỗi cái này là 60 năm. Rồi, mỗi cái thượng trung hạ này á là chia làm, mỗi cái này là 60 năm, gọi là 60 năm giáp tý đó. Thì mỗi cái là 3 vận. Mỗi cái thượng trung hạ này có 3 vận, mỗi vận là 20 năm. Chính nguyên là cái thượng là vận 1, 2, 3, trung là 4, 5, 6, hạ là 7, 8 và 9.
Một đại nguyên là 540 năm, gồm có 3 chính nguyên đúng không ạ? 3 chính nguyên. Mỗi chính nguyên 180 năm. Rồi, mỗi cái chính nguyên á, mỗi cái chính nguyên thì chia làm ba thượng trung hạ, mỗi cái gì là 60 năm. 60 năm. Mỗi cái 60 năm này là được chia làm ba cái nữa, là mỗi cái là 20 năm. Rồi, 20 năm gọi là một vận. Và hiện nay của chúng ta đang ở là vận 8 này là từ 2004 đến 2023 là vận 8. Rồi, vận 9 từ 2024 đến 2043. Hết cái hạ nguyên này lại qua một cái thượng nguyên khác vào vận 1 lại. Vận 1 của một thượng nguyên khác. Rồi mọi người chụp cái hình này là dễ nhớ nhất. Còn cái nãy một đống chữ đó là không nhớ nổi đâu. Là mình đã cố gắng qua được vận 9 là tốt quá nha. Dạ. Sao lại cố gắng qua được vận 9 là tốt quá hả anh chị? Nghĩa là anh sĩ đòi sống hết vận 9 nữa. Anh giảng coi như là anh giảng sẽ đã đến vận 9. Mới hết vận 9 là anh phải qua hết vận 1 mới ok chứ hết vận 9 chưa ok anh. Không thì bây giờ mình mong vận 9 trước đã rồi mình mới mong tiếp chứ. Bắc Giang thì hết vận 9 là ok rồi, Bắc Giang là hết vận 9 là ok rồi Bắc Giang. Tức là mình nói là qua được vận 9 là ok. Bắc Giang là hết vận 9 là thọ lắm rồi nghe Bắc Giang. Dạ. Yeah. Bắc Giang là qua vận 9 là ok dữ luôn á Bắc Giang ơi. Gì chỉ hy vọng 10 năm nữa thôi. Không mình phải mơ ước chứ bác. Trung nguyên hạ nguyên 40 năm đã được. Tốt. Dạ. Yeah.